Hãy xin chào các bạn đã đến với kênh Dâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món cá nục chiên nước mắm tỏi ớt với cách làm mới kết hợp xoài xanh có vị chua chua cùng nước mắm tỏi ớt cay mặn ngọt với cách chiên thơm mùi tỏi có độ giòn giòn thấm đậm đà tạo cảm giác rất hấp dẫn và vô cùng tiện khi ăn. Có thể nói đây là món vô cùng ngon cơm. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có: hôm nay mình sẽ chọn cá nục hấp còn lớn khoảng 900g. Cá nục hấp này thì có bán rất phổ biến ở các chợ, mình mua rất dễ dàng. Ăn có hương vị rất thơm và ngon. Ớt khoảng 20g, tỏi khoảng 50g, một trái xoài xanh. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong, bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên, mình sẽ lấy cá nục ra sơ chế. Bẻ bỏ vây đuôi nè, rồi bỏ đầu luôn. Tiếp tục cắt vây, mình sẽ gỡ ra hết. Và phần xương ở trên lưng. Với cá nục hấp này thì cũng đã chín và mềm, cho nên mình gỡ ra rất dễ dàng luôn. Rồi dùng dao nhọn, mình sẽ lặn vào cái đường giữa, tách nhẹ ra, lấy phần xương phía bên trong. Mình sẽ làm như vậy, khi nữa nấu xong rồi dọn ra ăn, để cho được tiện hơn đó các bạn. Đối với cá lớn thì mình nên sơ chế làm như vậy. Còn như nấu cá quá nhỏ, khoảng chừng một ngón tay, thì mình để nguyên khỏi cần phải làm nha. Mình cũng sẽ lấy hết ruột cá bỏ đi luôn, vì ăn có cái vị hơi nhẫn nhẫn đắng. Gỡ bỏ các xương ở phía phần quanh bụng nè. Đó, mình khều ra rồi lấy rất dễ luôn các bạn. Đó, mình đã làm xong một con. Sau khi sơ chế, mình tiếp tục xả nước ở mức độ vừa nhẹ như vậy, rồi rửa nhẹ nhàng để cho trôi những cái cặn bám. Và rửa phía bên trong ruột cá. Sau khi rửa xong rồi mình để qua rổ như vậy, cho thật ráo nước khi mình chiên nhé, cho đỡ bị văng dầu nha. Còn nếu như đem qua chiên liền thì còn nước sẽ văng dầu rất nhiều. Tiếp theo mình sẽ lấy xoài xanh ra, bào nhỏ. Hôm nay thì mình sẽ ăn kèm với xoài xanh. Với cách làm này thì mình kết hợp có cái vị chua chua khi mình ăn tạo cảm giác ngon và đỡ bị ngán hơn. Tiếp tục lấy hết tỏi ra, cắt lát mỏng. Rồi băm thật nhỏ. Ớt cay mình sẽ cắt lát hết luôn. Rồi cũng băm nhỏ. Tiếp theo mình sẽ pha nước mắm để lát sốt cá, gồm có nước mắm loại ngon 4 muỗng canh, đường 2 muỗng canh, nước cốt chanh 2 muỗng canh để có cái vị chua dịu khi mình sốt lên cá sẽ được thơm. Thêm 2 muỗng canh tương ớt nữa để tăng cái màu sắc đẹp khi mình làm sốt mắm có cái độ sánh nhẹ. Tỏi băm mình sẽ cho vô là 2 muỗng canh trước, còn lại mình để riêng lát nữa sẽ nấu sau nha. Và ớt băm cho hết vô khoảng chừng 20g. Rồi trộn đều lên. Nước mắm thì mình sẽ pha theo cái độ hơi đậm đà một chút xíu. Tất cả hỗn hợp cũng đã hòa quyện và đường cũng tan rồi, mình để đây lát nữa đem ra nấu nha. Tiếp theo mình có chuẩn bị trước cái chảo dầu. Lúc này cá cũng đã thật khô và ráo nước rồi. Mình lưu ý là cá mình phải để thật ráo nước khi mình chiên đỡ bị văng dầu nha các bạn. Nếu như mà cá còn nước nhiều khi mình cho vô chiên thì sẽ văng rất là nhiều. Khi chảo dầu cũng đã nóng và sôi rồi, mình cho cá vô chiên. Bây giờ mình cứ để lửa lớn với lượng dầu vừa ngập với mặt cá như vậy. Và mình sẽ chiên cho vàng mặt rồi sẽ trở bên nha các bạn. Sau khoảng chừng 8 phút mình chiên thì cá cũng đã có cái độ vàng, mình trở bên. Rồi tiếp tục để lửa lớn chiên thêm một lát nữa để cho mặt còn lại chuyển sang vàng luôn là mình sẽ lấy ra. Khi cá mình để cho thật ráo nước rồi đem qua chiên như vậy thì rất ít văng dầu. Sau khi trở bên và tiếp tục mình chiên khoảng chừng 5 phút nữa thì cái mặt cá còn lại cũng đã chuyển sang vàng, thơm lắm luôn. Đó, các bạn coi nè, cá mình đã trở bên chiên vàng đều như vậy là được rồi,
không cần phải chiên để cho cá khô quá thì dễ bị cứng. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Tiếp theo mình sẽ bắt chảo lên rồi cho vô đây 3 muỗng canh dầu ăn. Tỏi băm còn lại cho hết vô khoảng chừng 30g. Rồi để lửa lớn phi thơm tỏi. Khi tỏi lên hương thơm là được, mình không có phi cho vàng quá nha các bạn. Bây giờ sẽ lấy hết cá cho vô. Rồi để lửa trung bình, trộn đều như vậy để cho cá áo một lớp dầu tỏi để tăng cái hương thơm lên. Hoặc là một cái xóc nhẹ như vậy. Lúc này thì lửa mình giảm nha các bạn, không để lửa lớn quá vì tỏi dễ bị cháy. Rồi sau khi mà đã qua đảo lại, tỏi đã áo xung quanh của cá rất thơm luôn. Mùi của cá chiên và tỏi phi rất hấp dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt lửa rồi cho nước mắm vô. Vì trong cá hấp cũng đã có cái độ mặn vừa phải rồi, cho nên mình sẽ cho với lượng là mỗi con cá lớn là khoảng chừng 1 muỗng canh. Thì hôm nay có 6 con, mình cho 6 muỗng. Rồi bật lửa cho sôi, canh ở mức trung bình, sóc đều luôn để cho hỗn hợp nước mắm, tỏi, cá ả một lớp bên ngoài thấm đậm đà hơn. Đó, với cách làm như thế này thì mình có được một món cá chiên rất thơm, mùi nước mắm, tỏi, ớt cùng mùi cá chiên rất hấp dẫn. Sau mình sóc đều khoảng chừng 2 phút, sốt mắm cũng đã cạn lại, thấm rút lên cá rồi. Bây giờ mình sẽ dọn ra. Xong rồi đó các bạn. Để tăng phần hấp dẫn hơn cho món ăn ngày hôm nay, mình sẽ ăn kèm với xoài xanh. Rồi lấy nước mắm chan lên. Khi nào ăn mình sẽ trộn đều. Như vậy là món của mình đã hoàn thành. Bây giờ mình xin mời các bạn nha. Chỉ với cách làm không khó, rất nhanh, gọn, dễ, mình có một cái món cá nục chiên, nước mắm, tỏi, ớt, kết hợp cùng xoài xanh, tạo cảm giác rất hấp dẫn. Mình thêm miếng xoài xanh, kết hợp cùng cá, ăn kèm với cơm. Xin mời các bạn nha. Cá giòn giòn, thấm nước mắm, thơm mùi tỏi, cay nhẹ của ớt, kết hợp cùng vị xoài xanh chua chua, mặn ngọt, tạo cảm giác ăn không hề bị ngán, rất ngon cơm. Video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha.